Xin kính chào quý khán giả của đài ABC trong chương trình bình luận Ngô Nhân Dụng tuần này do Thu Hà và bác Ngô Nhân Dụng phụ trách. Trước nhất Thu Hà xin kính chúc quý khán giả và gia đình một ngày thật an lành và thật hạnh phúc. Thu Hà xin kính chào bác. Dạ, kính chào cô. Xin kính chào quý vị khán giả ABC TV. Dạ vâng, thưa bác, mấy tuần trước, vài tuần trước bác đi nghỉ mát. Dạ. Thu Hà cũng biết là bác đi nghỉ mát ở Nhật. Thì thưa bác đi nghỉ mát ở Nhật có vui không? Dạ thưa, chắc chắn là đi du lịch thì vui, và nhất là đi qua du lịch Nhật Bản thì lúc nào cũng vui cả. Thì thực ra tôi đã đi Nhật Bản nhiều lần, nhưng mà năm nay có một cái cơ hội thì lại đi nữa. Và quả thực mỗi lần đi Nhật là mình có cảm tưởng là mình có những điều mà đáng học hỏi. Và có thể nói rằng người Việt mình nên học rất nhiều điều ở người Nhật. Dạ vâng, thưa bác khi mà bác nói tới học hỏi đó, thì thưa bác thấy học được điều gì ở xứ Phù Tang? Dạ thưa, có lẽ một cái tính đầu tiên mình nên học của người Nhật đó là tinh thần kỷ luật. Họ rất là trọng kỷ luật. Họ làm cái việc gì đó cũng chú ý đến luật lệ. Và cái xã hội của họ đó phải nói là nó có trật tự. Thí dụ như là người ta không có ồn ào quá. Tôi nhớ có một lần cách đây độ 5-7 năm tôi qua Nhật. Thì trong cái lúc mà đi ở trong một cái thương xá đó, mình đi thang máy, thì cái thang máy nó đi đến chỗ nó mở cửa ra, thì chúng tôi 3-4 người Việt đi ra cửa, thì có một ông người Nhật, ông ấy đi cùng. Ông ấy đi ra, ông ấy mới quay lại nói với tôi là ở Nhật chúng tôi không có nói nhiều và nói to tiếng như ở trong thang máy. Thành ra là mình vô ý, mình quen thói người Việt rồi. Người Việt mình là cứ nói chuyện và nói lớn. Ở trong một cái thang máy nhỏ chỉ chứa được độ 5-7 người, mình không để ý là mình nói như vậy có thể làm phiền cái người chung quanh. Mà người Việt mình ấy quả thực có cái tật đó là mình không có chú ý đến cái sự gọi là an vui cho cái người chung quanh. Người Việt mình có lẽ cái này người Trung Hoa cũng giống mình à. Nhiều khi đi xe bus chẳng hạn, hai người Việt gặp nhau trong xe bus, ở đầu xe cuối xe là kêu xong rồi thì là xe nó chật không đổi chỗ được, thế là cứ ở hai đầu mà nói chuyện với nhau. Trong xe người ta phải nghe thế hết. Đúng. Và nếu mình ở ngoại quốc thì họ không hiểu gì cả. Đúng. Họ chỉ biết là đây là hai người làm ồn ào. Vậy vâng, rất đúng. Nhưng mà có một cái mà người Nhật mà mình có thể học được đó là có thể nói là họ rất sạch sẽ. Nó khác hơn người mình ở cái đó. Dạ vâng. Nếu vậy thì bác thấy tính sạch sẽ của người Nhật nó như thế nào thưa bác? Dạ. Bác nói là hồi nãy tính sạch sẽ của người Nhật, thì bác thấy tính sạch sẽ của họ là như thế nào? Một cái thí dụ thôi là đi ngoài đường mình không thấy những cái mổ tàn thuốc lá ném ở dưới đường. Lúc đầu tôi không để ý. Khi đi chơi ở nước Nhật từ cả 10 năm trước, tôi thấy họ có những cái chỗ họ đề là chỗ này là chỗ hút thuốc lá. Thế thì mình đi ra ngoài đường rồi, tôi nghĩ rằng ở ngoài đường không có cấm hút, tại sao lại phải chỉ định là chỗ này là chỗ hút thuốc? Thì tôi hỏi mấy cái người đã ở Nhật lâu, tôi có người học trò ở đó nửa thế kỷ đã thành người Nhật rồi, thì anh ta mới nói cho biết là cái chỗ họ đề là chỗ hút thuốc đó là để cho những người hút thuốc biết tới đó vứt cái điếu thuốc tàn vào cái tàn thuốc lá, có cái gạt tàn thuốc lá ở đó, còn ở trên đường không có. Thế thì người Nhật đó, họ đã hút thuốc là họ đến cái chỗ mà chỉ định đó, họ ném cái tàn thuốc lá vào. Thì tôi nhớ cái chuyện này là có cái hồi tôi đi Nhật, có một cái anh người Nhật là hướng dẫn viên cũng cả mười mấy năm rồi. Khi mà chúng tôi đi đến núi Phú Sĩ, thì tôi thấy ở bên trong khách sạn có rất đông người da vàng, thì tôi biết là họ không phải người Việt. Thì tôi mới hỏi cái anh Sato đó là
mấy người đó ở nước nào tới vậy? Thì anh Sato thì anh ấy không có dành tiếng Anh. Thì anh ấy nghe tôi chỉ mấy người đó thì anh ấy chỉ nói một câu dirty. Anh ấy biết cái câu tiếng Anh là dirty tức là dơ bẩn. Tôi mới hỏi why dirty, thì anh ấy cũng không thể giải thích bằng tiếng Anh được. Anh ấy làm cái dấu hiệu hút điếu thuốc xong rồi ném xuống đất, xong rồi anh ấy lấy chân anh ấy làm cái dáng điệu là di di cho điếu thuốc nó tắt. Thế thì tôi thấy là anh bảo cái đó là cái tính dirty. Và một năm sau anh ấy đi qua thăm Little Sài Gòn này, tôi gặp anh thì tôi ngượng quá mắc cỡ hết sức, bởi vì ở đây đó mình không những hút thuốc ném cái chỗ tàn thuốc xuống đất mà mình không lấy chân để di nữa. Phần lớn là người ta hút thuốc xong người ta ném xuống để cho nó cháy tiếp cho người khác được thưởng thức cái khói thuốc. Thành ra là phải nói rằng người Nhật rất là sạch sẽ và con đường đi của họ không có một cái tàn thuốc nào cả. Dạ vâng. Dạ thưa bác, thì cái đó cũng là cái tính rất là tốt. Nhưng mà thưa bà cũng biết là cụ Phan Bội Châu cũng đã từng đến Nhật du học hồi xưa. Thì thưa bác là bác có chia sẻ là cụ Phan Bội Châu có những cái đoạn viết về người Nhật như thế nào thưa bác? Dạ. Cái năm 1905 Phan Bội Châu qua Nhật, thì chúng ta đều biết Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh là hai cái nhà chí sĩ đã tranh đấu cho nền độc lập của Việt Nam, đã tranh đấu chống lại cái chế độ thực dân Pháp. Thì Phan Bội Châu đó muốn đi sang Nhật là bởi vì người Việt Nam nghe tiếng là năm 1895 quân đội Nhật, hải quân Nhật đã đánh bại hải quân Trung Quốc, lúc đó là dưới Triều Thanh. Đánh bại hải quân Trung Quốc. Rồi đến năm 1905 thì hải quân Nhật lại đánh bại hải quân của Nga. Lúc đó là nước Nhật nổi tiếng lên là một cái cường quốc quân sự. Thì Phan Bội Châu bèn tổ chức một cái phong trào hô hào mọi người sang đi học hỏi ở nước Nhật. Thì thực ra Phan Bội Châu là cái người chủ trương phải giành độc lập bằng võ bị, cho nên là ông ấy sang đó là ông đi tìm cách để yêu cầu Nhật nó viện trợ cho mình huấn luyện quân đội để mà đánh nhau với Pháp. Nhưng mà cuối cùng thì là giữa nước Pháp với lại chính phủ Nhật họ ký một cái hiệp ước nào đó để ngăn cản cái đó. Nước Pháp đã nhượng bộ cho nước Nhật một số điều, thì nước Nhật cũng đồng ý là ngăn không cho các nhà chí sĩ Việt Nam mà tổ chức quân đội hay là mua khí giới. Thì Phan Bội Châu không thể ở nước Nhật được nữa. Nhưng mà ngay từ cái lúc cụ Phan Bội Châu mới đến Nhật đó, thì cụ đã học được một bài học. Cụ ấy có ghi ở trong cuốn Tự Phán. Thì năm đó Phan Bội Châu với lại một vị chí sĩ khác là cụ Tăng Bạt Hổ đi tàu sang bên Nhật, đến cái chỗ gọi là Kobe bây giờ. Rồi hai cụ đi lên Tokyo là bởi vì có một người Trung Quốc ở Việt Nam, một người Trung Hoa ở Việt Nam giới thiệu là đến Tokyo có cái ông người Trung Hoa tên là Ân Thừa Hiến, có thể giúp các ông để mà tiếp xúc với người Nhật để mà xin viện trợ. Thì Phan Bội Châu và Tăng Bạt Hổ đi tìm ông Ân Thừa Hiến theo cái địa chỉ ghi trong giấy. Đến nơi đó thì người ta bảo ông này ông dọn đi từ lâu rồi. Thế thì hai cụ không biết là làm cách nào, thì cái người phu xe kéo xe đó đưa hai cụ tới đó đó, nói chuyện với hai cụ là bằng cách là viết chữ Hán, bởi vì người Nhật hiểu chữ Hán. Thì hai cụ ấy bảo là tôi muốn đi tìm cái ông này bây giờ không gặp. Thì người phu xe bảo là hai ông đợi ở đây nhé, để tôi đi tìm cho. Thế thì cái ông phu xe đó, ông ấy rời cái chỗ, cái nhà trọ, ông ấy đi tìm 3 tiếng đồng hồ. Cụ Phan nói là từ 2 giờ đến 5 giờ chiều thì ông ấy trở lại.
Tức là một cái người họ hứa đi giúp mình, họ làm đến xong, chứ không phải là làm không được thì thôi. Thì hai cụ chờ thấy ông ấy tới, các ông bảo tôi tìm ra rồi. Thế là chờ hai cụ đến cái nhà trọ mới, cái khách sạn mới mà nơi ông Ân Thừa Hiến ở. Và khi đến nơi đó thì cụ Phan Bội Châu mừng quá, lấy một đồng ra để trả tiền ông ấy, một đồng tiền Nhật thời đó. Thì ông ấy bảo không không, theo luật của chính phủ đó thì từ nhà ga Tokyo tới cái khách sạn này chỉ có 25 xu thôi. Thành ra tôi chỉ lấy của ông 25 xu. Hai cụ bảo nhưng mà ông mất bao nhiêu công tìm cho tôi, cứ lấy một đồng này, viết ra giấy nói chuyện như vậy. Ông bảo không, nếu ông trả hơn 25 xu là ông khinh thường tôi. Phan Bội Châu kính phục cái đức liêm sỉ, trọng danh dự, trọng kỷ luật của dân Nhật. Dạ vâng, không những vậy có chữ tín nữa. Tại vì họ đã hứa giúp và họ giúp tới nơi tới chốn. Dạ vâng. Chúng ta cũng vừa hết phần 1, xin quý vị đừng rời khỏi màn ảnh, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.